cùng với chị Thanh Hà. Ở nhà xem là có nhà chưa nhá. Con đường canh quả chiêu cành, đời cây anh hai ngọt lành mát hương. Alo, alo. Alo. Anh về với đất Văn Giang, chung tay theo dệt ruộng đồng đẹp tươi. Quê ta nay đổi thay rồi, xuân về cây trái lộc trồi biếc xanh. Cam đường canh quả chiêu cành, đời cây anh hai ngọt lành mát hương. Em ơi, vườn cam tươi đẹp hôm nay. Anh ơi, chào anh Mạnh Đán. Trải qua nhà thấy nhạc ổn chưa? Bao gian khó một mình. Ok anh Văn Dũng Vũ. Nơi quê mẹ à, mặc những văn ly giang quê ta đón.
Karaoke Phong Thư Quê Nhà. Cảm ơn các quý vị và các bạn nha.
ngày nay của cố soạn giả Bùi Văn Nhân quê Thái Bình, cháu chưa hát lần nào nhưng mà biết rất là hay. Chào cô Mai Hoa nhé, chào chú Đỗ Việt. Xin hát tặng cả nhà bài Phong Thư Từ Đào Nhược, soạn lời của soạn giả Xuân Thấp. Mẹ ơi, chiều lên con nước dâng đầy, biển như tình mẹ tháng ngày chuân chuyên. Lời con xin gửi mẹ hiền, gian nan con nguyện giữ yên cõi bờ. Con viết lên nỗi niềm mình đào sai. Trời Minh Hóa non đi nước bao la. Mặn mà tình nghĩa đào xa.
đã vững vàng, con vẫn băng qua đàn hải âu tung cánh giữa khơi xa, lòng gió vẫn yên cả nhà. Em xin phép xuống live nhé. Em có một chút việc. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Bye bye cả nhà.